cái phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Đến với đêm chung kết thứ ba này thì Công nghĩ chỉ còn hai sự lựa chọn, đó là Phong Cách Mộc và Nhà Cách Mạng hoặc Hát Về Biển Đảo Quê Hương. Và cuối cùng, Công nghĩ đã quyết định để dành các phút Hát Về Biển Đảo Quê Hương dành tặng cho các chiến sĩ hải đảo trong đêm thi cuối cùng. Và đến với đêm chung kết thứ ba này, Công nghĩ sẽ thể hiện một ca khúc nhẹ nhàng, nữ tính, thể hiện nội tâm của một người con gái qua Phong Cách Mộc.
và các bạn vừa đến với phần dự thi của thí sinh Cao Công Nghĩa, 22 tuổi đến từ Gia Lai, mã số 01, với ca khúc dự thi Yêu Dấu Nhạc Phai, một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường, được thể hiện theo phong cách mộc cùng với sự hỗ trợ của nhóm bè. Và ngay bây giờ là những lời nhận xét của ban giám khảo, xin mời. Chị có một vài ý kiến như sau. Trước hết chị nó rất thích bài hát này. Bài hát này có một mang lại cho chị một cái cảm giác là thật sự êm ái so với cái phong cách của em đợt trước, một cô gái hoàn toàn khác. Tuy nhiên chị vẫn thích Nghĩa với phong cách trước hơn, bởi vì khi mà hát cái kiểu mộc, cái thể loại mộc này thì đòi hỏi chúng ta có một cái tâm hồn thật là sâu lắng hơn nữa. Khi các cái đoạn cao trào thì chúng ta cũng phải làm cũng rất là tới, thì lúc này thì chị cảm giác như rất là thiếu từ đoạn cao trào lẫn những đoạn sâu lắng. Thì hôm nay thì với cá nhân chị thì chị không thích phần biểu diễn của Công Nghĩa. Cái câu cuối cùng, khi em xử lý cái đoạn cuối cùng thì chị rất là mong muốn cái nốt cuối cùng đó là cái nốt khác đi so với các diva, so với các nghệ sĩ đã thể hiện và đã xử lý những cái nốt này rất là nhiều. Những cái lái đấy, Nguyên Lến lái đấy thì nó đã rất xưa rồi, và chị đòi hỏi những thế hệ 8X, cuối 8X và 9X tìm ra những cái cách xử lý và những cái luyến lái hay hơn nữa và văn minh hơn nữa. Đấy là cái chia sẻ của chị. Chào em. Tức là em đã hát một cái bài tình ca rất là ngọt ngào, và tôi nghĩ rằng em cũng đã thành công trong cái chuyện đó. Thế nhưng mà đối với tôi, tức là tôi chứng kiến em từ đầu đến giờ thì em đã thay đổi phong cách nhiều lần, và cứ mỗi lần thật sự là khá là bất ngờ. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng em có thể làm được hơn như thế nữa. Và có thể là em sẽ chọn những bài gì đó nó có thể kịch tính hơn, hoặc là sâu lắng hơn, hoặc là có thể sôi động hơn nữa, để em có thể thể hiện ra cái thế mạnh của em, tức là vũ đạo. Cảm ơn em. Cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Và chắc chắn bây giờ đây thì Cao Công Nghĩa đang rất nóng lòng muốn biết số điểm của mình. Xin mời ban giám khảo ạ. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 18,60. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 18,80. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, 18,70. Và nhạc sĩ Việt Anh, 19,10. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhắn tin bình chọn cho Cao Công Nghĩa bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 01 gửi đến tổng đài 8483.